Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 31 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai và đám người yêu tộc đã cùng nhau đi vào một hư không thông đạo, tiến vào một thực địa của ma tộc. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Hình như chỗ này không có mối nguy hiểm nào đâu, tạm nghỉ một lúc đi cũng được, mệt chết mất. Năm người cùng ngồi xuống xếp bằng điều chỉnh lại trạng thái sau một lúc thì ánh mắt của đại tôn và lão ngưu cứu nhìn chằm chằm về dương khai hai vị đại tôn đang hoài nghi tiểu tử đã bị đoạt xác rồi đúng không đại tôn cũng không phủ nhận lên tiếng nói không tệ ta và lão ngưu đều đoán vậy nhưng mà ngay cách nói chuyện của ngươi thì có vẻ như chưa bị những linh thể thần hồn này đoạt xác tất nhiên là không rồi tiểu tử bổn tọa thật sự nghĩ mãi không ra rốt cuộc thì ngươi có thủ đoạn gì có thể ngăn cản những linh thể này quấy rối vậy có gì có thể chứng minh không nếu không có cách nào để chứng minh rằng ngươi vẫn còn là người kia, vậy thì bổn tọa đành giam cầm sức mạnh của ngươi, hy vọng ngươi sẽ hiểu. Đại Tôn muốn ta chứng minh thế nào đây? Miễn là ngươi có thể chứng minh rằng mình vẫn là con người lúc trước, thì dùng thủ đoạn nào cũng được. Không cần chứng minh, Lệ Dung một bên la lên, ta có thể cam đoan rằng ngài ấy vẫn là chủ thượng, tại hạ không bao giờ nhầm ngay cả người mà chính mình hầu hạ đâu. Đại Tôn và lão Ngưu trao đổi ánh mắt với nhau, được rồi, vậy bọn ta sẽ tin tưởng lời của vị phu nhân này bọn ta cũng không muốn thấy ngươi bị đoạt xác hai vị đại tôn cũng là có ý tốt ta hiểu mà nghỉ ngơi một hồi năm người lại tiếp tục tiến lên lạ thật hình như chúng ta cứ đi mãi quanh một chỗ ta cũng thấy vậy chúng ta như đang đi thẳng trên một con đường không có điểm cuối vậy không biết là từ lúc chúng ta tới đến giờ đã bao lâu rồi nếu biết trước thế này thì ta đã không vào đây thăm dò rồi bây giờ ngay cả đường ra cũng không thấy dương khai cũng đang quan sát xung quanh thì đột nhiên cảm giác hơi thở phía sau của lệ dung nhìn lại lệ dung đang ngơ ngác đứng đó cả người tản ra một luồng sức mạnh đây là ngộ đạo sao mọi người cũng phát hiện ra sự khác thường hình như đang có dấu hiệu sắp đột phá phiền các vị ở bên này chờ một chút không sao nhưng vì sao vào lúc này mà cô ấy lại đột phá có phải là đã phát hiện ra thứ gì có lợi cho tu vi không mấy ngày hôm nay cô ấy cứ nhìn lên bầu trời mãi có phải là những ánh sáng lấp lánh kia ẩn giấu một số bí mật gì đó không trên trời sao cũng có thể khi sức mạnh của chúng ta đạt đến mức này một phát hiện tình cờ có thể khiến sức mạnh của cô ấy tăng lên cực kỳ nhiều thế thì lão ngưu cùng nhìn để xem có thể trở nên mạnh hơn không đến lúc đó ấy hà lôi long ngươi cúi đầu trước ta đi đại tôn và thái điệp không thèm nói chuyện với lão ngưu nữa mà ngồi xuống xếp bằng dương khai cũng phải thở dài một hồi sau sức mạnh của lệ dung ùn ùn tăng lên đồng thời một luồng uy áp từ trên cao cũng phủ xuống áp bức nàng chỉ dùng sức mạnh xác thịt mà đã ngăn chặn được nguồn năng lượng hủy diệt sao nhìn luồng uy áp càng ngày càng mạnh áp bức xuống lệ dung từ miệng nàng đã tràn ra một tia máu thế này thì không được rồi nếu cứ tiếp tục như vậy cô ấy có thể bị uy năng của trời đất hủy diệt đúng thế cơ thể của yêu tộc ta cứng nhất trên đời cho dù là ta và lôi long cũng không dám hấp thụ uy năng của trời đất mà không phòng vệ như vậy cô ấy làm như thế khác gì đang tự đào mồ chôn mình chứ dương khai thì cũng không có chút nào hoảng hốt đừng lo lắng cô ấy chịu được thủ hạ tốt như vậy mà đánh mất ở đây có không giữ mất đừng tìm nhé, cô ấy làm được mà. Khi một đợt uy áp cuối cùng chuẩn bị phủ xuống, Lệ Dung liền sử dụng ma văn tăng cường sức mạnh. Đón đỡ một luồng này lại trở nên đơn giản hơn trước rất nhiều, sau đó khí tức của Lệ Dung bùng nổ. Đám người nhìn mà trợn mắt há miệng. Đây, nhập thánh cảnh tam tầng. Lúc này thì đại tôn cũng đã nghĩ tới điều gì, chắc không sai đâu, có lẽ cô ấy chính là tộc người trong truyền thuyết. Chủ thượng, ta đã tới nhập thánh cảnh tầng 3 rồi. Ừ, lần này tới đây không vô ích. Lệ Dung lại nhìn về mọi người ấy náy nói, đã làm các vị phải đợi lâu, chuyện nhỏ thôi, không cần nói thế, xin chúc mừng phu nhân đã đạt được thành công bước đầu trong lĩnh vực này. Sau này mong hai vị đại tôn sẽ chỉ giáo nhiều hơn, đương nhiên rồi. Nếu như sau này phu nhân có thời gian thì cứ đến lôi mộc phủ, chúng ta có thể luận bàn một phen, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người sử dụng cơ thể để tiếp nhận uy năng của trời đất. Mấy hoa văn trên mặt cô lúc đó là gì thế, ta thấy, lão ngưu, mấy lời linh tinh nói nhiều quá ngươi đào bới bí mật người ta làm gì ha ha hỏi chút thôi tại ta tò mò ấy mà đám người lại cùng nhau tiến về phía trước một hồi sau ta nghĩ hình như chúng ta lạc đường rồi cảnh vật nơi này chỗ nào cũng giống chỗ nào sao ngươi biết là chúng ta bị lạc chứ lúc nãy chúng ta đã đi qua chỗ này rồi bộ xương khô này chính là bằng chứng tốt nhất không phải chứ vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây các ngươi nghĩ thử xem có cách nào để chúng ta rời khỏi nơi này trước không không cần nói về việc tìm hiểu bí ẩn của nơi này nữa dù sao cũng phải tìm đường về đã ngươi dẫn đường ngươi không có cách nào thì bọn ta làm gì được có phải là lỗi của bổn tọa đâu chuyện đến nước này rồi chẳng lẽ người còn muốn đổ lỗi lên người bổn tọa bình tĩnh một chút đừng sốt ruột hãy tìm ra cách giải quyết vụ đường trước đã giải quyết thế nào tiểu tử ngươi có lương kế gì sao dương khai cường khổ gãi đầu lệ dung một bên mới lên tiếng theo ta thấy chỗ này chắc hẳn đã bị ai đó bố trí thành mê trận Chỗ này có xương khô, hẳn là của võ giả vô tình lạc vào dâu, rồi bị vây giết ở nơi này. Ta cũng nghĩ vậy, ai, ngay cả ba nhập thánh cảnh tam tầng chúng ta cũng không thể phá giải nổi sao? Bổn tọa càng ngày càng thấy chỗ này có liên quan đến đại ma thần trong truyền thuyết, trừ hắn ra, chẳng ai có thể làm được đến trình độ này, có cần phải tách nhau ra để tìm đường không? Không được, quá nguy hiểm. Lão Ngưu tức giận liền chút cơn giận lên cái đầu lâu nhỏ, chuyến đi này xui xẻo thật đấy sau này lão ngưu đây sẽ không bao giờ tùy tiện bước vào tiểu huyền giới nào nữa lão ngưu thì đang buồn bã khó chịu ở một bên than ngắn thở dài hay bây giờ phải làm sao đây đúng lúc này thần thụ truyền tin đến cho anh khai hắn liền tiến vào sao thế ra ngoài có vài điểm kỳ quái lại là hai viên đá đen xì kia à chỉ thấy thiên hành cung nảy sinh cộng hưởng sáng lên bên trong không gian hắc thư thiên hành cung tại sao đột nhiên lại có phản ứng này chứ mộng trưởng quầy đã ở đây hoặc là đã từng tới đây sao cửu thiên thánh địa cách đây không xa nếu nói là mộng vô nhai đã từng đến đây vì lý do gì đó thì lão đến cửu thiên thánh địa chỉ vì tiện đường đi ngang chứ không phải là để bái phòng cựu thánh chủ vậy tất cả mọi chuyện đã được giải thích rồi đám người lệ dung bên ngoài thấy dương khai đứng ngẩn to ta lúc miếu lúc lại cười chủ thượng tiểu tử có phải là đã phát hiện ra điều gì đó rồi không hả cái này có tính không dương khai lấy ra thiên hành cung đang tỏa sáng năng lượng tạo hình của bí bảo này rất cổ quái như một tòa cung điện vậy, rất giống một thứ mà ta biết. Là bí bảo của một cao thủ nhân tộc, tiếc là người này đã chết trận mấy trăm năm trước rồi. Đại tôn giật mình cả kinh, sao nó lại, đây là thiên hành cung. Đại tôn biết sao, đây thật sự là thiên hành cung sao, tiểu tử, ngươi có được từ đâu vậy? Lôi long, bí bảo này rất ghê gớm sao, bí bảo không là gì cả, then chốt là chủ nhân vốn dĩ của nó rất ghê gớm. Đệ nhất cao thủ của nhân tộc năm đó, nghĩ tới mà đại tôn cũng phải đổ mồ hôi hột. Người đó chính là Mộng Vô Nhai, cái tên này, lão, như ta hình như cũng từng nghe nói. Ngươi đương nhiên nghe nói đến rồi, còn nhớ huyết giao đại tôn không? Đương nhiên là nhớ rồi, lão Ngưu khi vẫn chưa hóa hình, huyết giao đại tôn đã danh chấn yêu tộc rồi, nhưng sau đó không biết sao lại chết. Đúng rồi, ông năm đó chính là thuộc hạ của huyết giao đại tôn đúng không? Ừm. Cái chết của huyết giao đại tôn có liên quan đến chủ nhân của bí bảo này, ô, bị người tên là Mộng Vô Nhai kia giết chết sao? Không chỉ là đại chiến của hai người, Huyết giao đại tôn trong thời gian một nén hương bị đánh bại, thân trọng thương, cuối cùng đã ra đi. Huyết giao đại tôn sau khi chết, bổn tọa mới tiếp nhận đại tôn chi vị, trở thành thống lĩnh một phương yêu vực. Một nén hương sao, thực lực của Huyết giao đại tôn năm đó có lẽ không phân cao thấp với hai chúng ta bây giờ. Năm đó khi hai người đại chiến, bổn tọa ở ngoài quan sát, thủ đoạn của Mộng Vô Nhai đó, thật sự kinh thiên động địa. Trong mắt của Lôi Long thì Mộng Vô Nhai chính là hiệp chi đại giả, cao đại soái khí, thực lực siêu quần còn trong mắt của anh khai thì lão già đó, kề sỉ, bao che đen tối, tiểu tử ngươi ngu ngốc vô dụng, còn muốn theo đuổi đồ nhi của ta sao? nằm mơ đi. Sau đó bổn tọa đặc biệt nghe ngóng được mới biết tên đó là đệ nhất cường giả của nhân tộc, không ai có thể đấu lại với hắn. Mà thiên hành cung này chính là thứ của mộng vô nhai, vì cái chết của huyết giao đại tôn, cho nên bổn tọa luôn rất để ý động tĩnh và hành tung của tên nó. đáng tiếc nghe nói hắn về sau chạy đến ma cương đi tuyên chiến với ma tôn hiện tại cuối cùng chiến đấu một mình chết ở đó tên đó cũng là một người tài vô môn vô phái hình như là tu luyện một mình không phải là truyền nhân của ai bổn tọa hiện giờ nghĩ tìm người báo thù cũng chẳng có đường nào tiểu tử ngươi có được bí bảo này từ đâu hắn để lại cho ta đó ông tin không mấy trăm nằm ồi hắn bây giờ vẫn còn sống sao nếu hắn còn sống sao không gây ra động tĩnh gì được chứ tạm thời không nói về hắn thiên hành cung tại sao luôn lập loè sáng vậy đúng vậy hơn nữa ngươi phát hiện ra gì rồi sao có lẽ nó cảm ứng được khí tức chủ nhân của mình. Hắn không phải thực sự còn sống chứ, ông thấy tôi giống lừa đảo không? Nói như vậy, chỉ cần đi theo chỉ dẫn của thiên hành cung là có thể tìm được mộng vô nhai sao, cũng có thể rời khỏi mê trận rồi. Để ta thử, Dương Khai dùng thần thức cảm thụ một hồi ý niệm từ bên trong thiên hành cung tỏa ra, khà khà. Chỉ thấy sau đó đám người cùng chạy đi, cũng không biết mộng lão bản rốt cuộc có ở nơi này không, nếu chỉ là từng đến đây. Lần này lại không thể tìm được hắn và tiểu sư tỷ rồi, Tô Nhan đã tìm được rồi, địa ma thì không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được tiểu sư tỷ, vậy mục đích đến đây đã đạt được rồi. Chạy theo một hồi, phương hướng không sai, có lẽ là ở gần đây rồi. Đột nhiên tiếng Lệ Dung kêu lên, "Chủ thượng." Nàng chỉ tay sang một hướng. Dương Khai ngoảnh đầu lại nhìn. Bên đó là một cái trụ cao chọc trời, bên trên thân trụ có khắc hoa văn màu hồng nhạt. Lệ Dung suy tư, "Đây là thông huyền chi trụ." Thông Huyền Chi trụ sao, đi thôi, dù thế nào cũng coi như rời khỏi mê trận này rồi. Năm người cùng nhau bước ra ngoài khỏi khu vực bao phủ của Thông Huyền trụ. Đi được một đoạn thì Dương Khai lên tiếng, các người có cảm thấy có chỗ nào đó không đúng không? Chỗ này có mùi máu. Ừm, hình như còn càng 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 nồng, đợi đã, có chút động tĩnh. Chỉ thấy phía trước năm người là một biển máu đang sôi trào dồn đến, không ổn. Lôi Long liền xuất ra một lớp vòng bảo hộ xung quanh năm người sóng máu đánh vào lớp phòng hộ rồi hóa thành dịch từ từ chảy xuống đây là thứ quỷ gì chắc là không cần thận động đến cấm chế nào đó cùng ta xông ra ngoài rời khỏi huyết hải này rồi nói chỉ thấy sau đó máu huyết hóa thành những huyết nhân trầm trầm đi tới vị trí của đám người một con huyết nhân còn nhảy lên lao đến lôi long đành phải rời bỏ lớp bảo hộ mà dùng công kích đánh tới nhưng rất nhanh một con khác đã túm lấy cánh tay của hắn máu huyết sôi trào lôi long kêu lên những âm thanh đau đớn a à, vừa đau vừa tức Hắn bùng nổ khí tức đánh tan con huyết nhân đang bám trên người, chỉ thấy cánh tay của hắn đã bị ăn mòn xuống một dấu. Lôi Long đại tôn nhục thân cường hãn như vậy, cũng không cản được một cái nắm chặt của huyết nhân, lại thấy đám huyết nhân đó càng ngày càng điên cuồng, sóng biển còn đó chúng dường như có thể sinh sôi không ngừng. Mau rời khỏi đây, đoàn người chỉ còn biết chạy ngược về phía sau. Chạy một lúc, Lôi Long cả người tản ra năng lượng mạnh mẽ. Ông muốn làm gì, cứ chạy như vậy cũng không phải là cách. Hắn liền quay người bay lên trên cao đối diện với biển máu gào thét người lôi long đi đến đâu lôi điện bùng nổ đốt cháy hết những huyết nhân tới gần cứ ngỡ là đã đỡ được phần nào lôi long bay người xuống không sao rồi nhưng mà nhìn lại phía sau sóng huyết lại cuộn trào càng dữ dội âu bọ xít lại tới nữa rồi here we go again hai người lôi long và lão Ngưu cũng chỉ còn cách lại triệu hồi ra vòng bảo hộ ngăn cản đợt sóng đúng lúc này một luồng năng lượng tỏa ra đánh tới những thi thể huyết nhân đang đến cỗ năng lượng thần thức nóng rực này nhìn sang dương khai đang tỏa ra hào quang thần thức trì hỏa những huyết nhân khi chạm đến liền bị đốt cháy rồi tiêu tán lão ngưu thấy thế cũng vui vẻ tiểu tử giỏi đấy đại tôn dùng lửa đi đại tôn ngưng tụ ra một con hỏa long ùn ùn bay đến chỗ huyết nhân bùm một tiếng nhân cơ hội này mau nghĩ cách rời khỏi đây đi hay ông với tiểu tử này đi trước thiêu hết đám này tạo ra một con đường sống không được huyết hải này rất kỳ dị hình như di chuyển theo chúng ta nếu không thể thoát khỏi chúng chúng ta vĩnh viễn không ra nổi. Đúng rồi, khối huyết tinh thạch đó đâu? Dương Khai chợt trở nên thông minh đột xuất, Lệ Dung thấy thì cũng lấy ra khối huyết tinh thạch đưa cho hắn, khối huyết tinh thạch lấy từ tinh không à. Dương Khai cầm lấy huyết tinh thạch, sau đó đưa chân nguyên của hắn vào bên trong. Khối huyết tinh thạch này sau khi hấp thụ chân nguyên của Dương Khai thì tỏa sáng mãnh liệt, sau đó thì một luồng năng lượng cuốn tới đám huyết nhân trực tiếp kéo năng lượng của chúng vào bên trong huyết tinh thạch, chỉ qua một lúc, cả huyết hải đang sôi trào lao đến bị hấp thu chỉ còn một góc hơn nữa chỗ đám người dương khai đứng cũng không có huyết hải tiến lại gần cầm viên huyết tinh thạch đỏ rực trên tay mọi người đều thở ra một hơi coi như vượt qua kiếp nạn này rồi dương khai thì cảm nhận sự sống bên trong đó càng ngày càng mạnh giống như nắm một quả tim vậy lão mưu đi đến cảm thán một câu thứ này lợi hại thật tìm ở đâu thế ngươi đừng nghĩ nữa thứ này từ tinh không có thể gặp nhưng khó lấy được bản tọa cũng chỉ nghe qua hôm nay cũng là lần đầu thấy tiểu tử vận khí của cậu không tệ ngay cả huyết tinh thạch cũng có thể lấy được. Bình thường thôi, thứ này có bán không, bản tọa có thể trả giá lớn khiến cậu hài lòng. Dương Khai lắc đầu không nói, hắn liền nhanh chóng cất huyết tinh thạch vào bên trong hắc thư. Không bán thì thôi, sao phải cảnh giác thế, bản tọa há lại cướp đồ của ngươi. Lôi long, ông mua cái đó làm gì, ngươi thì hiểu cái gì, thứ này sau khi hấp thụ máu tươi, có thể hóa thành năng lượng huyết khí, bất cứ người nào cũng có thể sử dụng. Dùng trị thương có tác dụng cải tử hồi sinh, trong chiến đấu cũng có thể truyền huyết khí, tăng huyết khí chi lực của bản thân, tạm thời để thăng sức mạnh, đồng thời không để lại bất cứ di chứng gì. Dương Khai giả bộ lơ đễnh như lại đang cố nghe cho rõ những tác dụng này, hắn cũng không biết nhiều như lôi lòng. Viên đan này thần kỳ vậy sao? Đừng nhìn ta, chỉ dựa vào lời nói bừa của các người, ta sẽ không bán đâu, bản thánh chủ chỉ không thiếu cái thứ ngoài thân như tiền thôi. Dương Khai lại triệu hồi ra thiên hành cung để nó dẫn đường đi theo, tiểu tử này. Một hồi sau, thiên hành cung trở nên dao động, sau đó ánh sáng từ nó phát ra càng ngày càng sáng, nói không chừng mộng trưởng quỹ thực sự ở nơi này. Khi ánh sáng tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt, thiên hành cung rời khỏi tay Dương Khai bay đi. Dương Khai liền nhanh chóng bay theo, nó bay đi rồi, đây là chuyện gì, mộng vô nhai ở bên nó. Đi cùng đi, vị nhân tộc đệ nhất cường giả năm đó, nói không chừng thật sự cũng ở đây, đệ nhất cường giả nhân tộc, đúng là muốn gặp xem sao. Ở một nơi cách chỗ đám người Dương Khai không xa, có những trụ đá đang có năng lượng dao động ở một trụ đá trong đó một thân ảnh quen thuộc đang bị trói chặt người này chính là mộng vô nhai một thiếu nữ đứng bên ngoài dùng lực lượng của mình đánh vào những sợi xích mong rằng có thể cởi bỏ chúng dáng người này thì đúng là hạ sư tỷ của chúng ta rồi đột nhiên một luồng sáng từ xa bay đến đi vào bên trong cơ thể của mộng vô nhai chính là thiên hành cung cả người lão rung động dữ dội ngay sau đó là một luồng hào quang tản ra bao phủ xung quanh ngăn chặn những công kích đến từ bên ngoài chuyện gì vậy hạ sư tỷ nhìn về nơi xa đang bay đến một thân ảnh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này hạ ngưng thường nước mắt tràn ra tư sư đệ tiểu sư tỷ ta cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi dương khai liền đáp xuống bên cạnh hạ sư tỷ nhìn cả người nàng đang run rẩy hai tay nắm chặt đây không phải là mơ chứ dương khai dùng tay ôn nhu lau nước mắt cho nàng sư đệ thật sự là đệ anh khai kéo nàng vào trong lòng mình không sao rồi không sao rồi hai người âu yếm nhau sau thời gian dài không gặp sau đó hắn nhìn sáng một bên mộng trưởng quỹ sao lại thành thế này ta và sư tôn tiến vào một mảnh di tích của ma tộc không biết kích phát loại cấm chế nào bị đưa tới nơi này đợi ta tỉnh lại sư tôn đã bị trói trên cột đá trước mặt rồi ta muốn cứu ông ấy ra nhưng căn bản không thể yên tâm đệ tới rồi tỷ cũng nên nghỉ ngơi đi dương khai lại ôm lấy hạ sư tỷ vào lòng nàng có lẽ canh chừng ở đây đã quá mệt mỏi rồi tiểu dương khai dẫn ngưng thường rời khỏi đây an toàn thần niệm của mộng trưởng quỹ như vậy mộng lão ta cũng coi như chết cũng nhắm mắt, dương khai bế hạ sư tỷ đi tới chỗ đám người lệ dùng mới tới. Chủ thượng, vị cô nương này, là sư tỷ của ta. Sư tỷ của chủ thượng sao, siêu phàm cảnh tầng 3. Lôi long đại tôn, ta biết mộng trưởng quỹ và yêu tộc các người có chút vướng mắc Nhưng ta hy vọng ông đừng tính toán với ông ấy vào lúc này. Lão già đó không phải là mộng vô nha chứ. Đây chính là cường giả đệ nhất nhân tộc ư, sao lại thành thế này. Không sai, ông ấy chính là mộng vô nhai ta muốn cứu ông ấy ra ta không cầu mấy vị yêu tộc các ông giúp đỡ nhưng không làm phiền ta là được tiểu tử ngươi xem bản tọa là loại người gì há chẳng phải vậy là bổn tọa là loại người tiểu nhân bỉ ổi cháy nhà hôi của huyết giao đại tôn đúng là chết vì mộng vô nhai bổn tọa sẽ đợi đến khi hắn hồi phục trạng thái tốt nhất sẽ đọ sức với lão một phen nhưng miễn trước đó ngươi có thể cứu hắn ra cứu được hay không phải thử mới biết nhưng chỉ thấy mộng vô nhai bị trói ở đó liên tục lắc đầu Ý muốn nói đừng có qua đây, nhưng mọi chuyện đã muộn. Một luồng ánh sáng từ những trụ đá tỏa ra, đồng thời có những sợi dây lao đến cuốn lấy đám người, trói chặt lên bên trên trụ đá. a à, 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 à. Thạch trụ này đang hút lấy sức mạnh và tinh hoa huyết nhục, chủ thượng thi triển ma thần biến. Hai mắt của Dương Khai đỏ lên, trạng thái bản thân biến đổi, những sợi dây trói buộc cũng không siết chặt nữa. Thạch trụ dừng rồi, nhưng không thể thoát ra được. Đột nhiên lệ dung la lên, chủ thượng cẩn thận phía trước. Trước mắt Dương Khai một thân ảnh khuất bóng từ từ đi tới. Khi đi đến gần thân ảnh kia trở nên rõ ràng, một người phong độ khí thế, tóc đỏ, mặc hồng bào, nhìn người này tỏa ra một loại khí chất vô cùng bất phàm. Lệ Dung nhìn thấy người này thì lắp bắp, đại ma thần, ma thần đại nhân không phải đã ngã đài từ sớm rồi sao? Không phải, nhìn xem hắn làm gì có thực thể, chỉ là phân thần của đại ma thần thôi. Người này nhìn Dương Khai đánh giá một vòng, không hổ, là truyền nhân được chọn của bản tôn, xem ra, Hiểu biết của ngươi về ta cũng không ít, ma thần, ngươi thật sự là đại ma thần sao? Ngươi chính là hậu nhân của những người từng hầu hạ ta đúng không? Nè, nếu chúng ta đã có nguồn gốc như vậy, vậy thì có phải nên nói chuyện một cách đường hoàng không? Thả bạn ta ra trước thì thế nào? Bọn họ chỉ bị ta liên lụy thôi, còn có lão già vào đây lúc trước, hắn với ta cũng chả quen là bao. Ngươi nghĩ ngươi là truyền nhân được bản tôn chọn, thì có thể bàn điều kiện với ta à? Ngươi bắt bọn họ để làm gì? Vì sao lại bố trí ở đây loại trận pháp như vậy? Vì bọn họ đã vào một nơi không nên vào, nơi này là cứ địa quan trọng của cả đại lục. Cứ địa gì, nếu ngươi có hài cốt của bổn tọa, không cần giải thích, sớm muộn cũng sẽ hiểu thôi. Nề tình cùng nguồn gốc ma tộc, ngươi và nữ tử ma tộc kia có thể rời đi, sau này đừng bước chân vào nơi này nữa. Dương Khai truyền âm cho lệ dung, tự vận dụng ma nguyên, thoát khỏi trói buộc của thông huyền thần trụ, rời đi từ hướng bên kia đi. Lệ dung ngạc nhiên, chủ thượng, Nàng nhìn về Dương Khai nhưng hắn yên lặng không nói. Ánh mắt của đại ma thần sắc lạnh, còn không mau cút đi, sức mạnh của thạch trụ siết chặt làm Dương Khai thổ huyết. Ta muốn đưa họ đi cùng, không biết tự lượng sức mình. Tám cây thạch trụ này tên là Thông Huyền Thần Trụ sao? Trên đường tới đây bọn ta cũng đã gặp một cây, nhưng dài hơn tám cây này rất nhiều, trên đó có khắc bốn chữ Thông Huyền Chi Trụ. Chắc là tám thạch trụ này mới là trung tâm đúng không? Hơ, thú vị đấy, nói tiếp đi, ta chỉ đang nghĩ nơi này nếu đã là thủ đoạn do đại ma thần bố trí vậy chắc là chẳng liên quan gì tới ngươi ngươi chẳng qua chỉ là hộ vệ do bản tôn để lại trông coi nơi này mà thôi tâm tư của ngươi linh hoạt đấy trên đường bọn ta tới đây gặp phải những thứ đó đều là cấm chế đại ma thần để lại từ xưa vì không muốn để người khác đến gần tám cây thạch trụ này đúng không đúng thì đã sao ta chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ nếu ngươi đã mạnh đến thế vậy tại sao năm xưa đại ma thần lại bố trí nhiều cấm chế để ngăn cản người khác đến đây không thấy có hơi dư thừa sao. Tên này nghe Dương Khai nói đến đây thì đã trột dạ rồi, ngươi muốn nói gì? Ta chỉ muốn nói, ngươi nhìn thì rất mạnh, nhưng thực ra cũng chỉ là một phân thần, căn bản không có bao nhiêu sức mạnh. Thứ chói bọn ta lại là tám cây thạch trụ kia, là thủ đoạn năm xưa của đại ma thần, không có chút quan hệ gì với ngươi của hiện tại. Ngươi khẳng định vậy à, ngươi sốt ruột bảo ta và lệ dung rời khỏi, là vì không muốn hai biến số như bọn ta ở lại đây đúng không? Năm xưa lúc đại ma thần sắp đặt cấm chế ở đây, đã để lại một lối thoát ngầm, người thi triển được ma thần biến sẽ không phải chịu cực hình, không may là ta và lệ dung đều phù hợp với điều kiện này đúng không? Ha 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 ha, đây chẳng qua là phán đoán của ngươi mà thôi. Con người sau khi chết, năng lượng thần hồn không thể tồn tại lâu trong thiên địa, không bao lâu sẽ tan biến, cho dù ngươi có, là phân thần của đại ma thần cũng không tránh khỏi. Phân thần này của ngươi không có xác chứa, có lẽ là gửi thân vào tám cây thạch trụ này mới thoát khỏi số kiếp tan biến, có điều, sau nhiều năm sức mạnh của ngươi còn lại được bao nhiêu chứ sức mạnh của ta còn bao nhiêu ngươi có thể tự kiếm chứng nếu đã như vậy ta sẽ động thủ hủy đi tám cây thạch trụ này để kiểm chứng rõ ràng tiểu tử ngươi dám vậy ngươi hãy mở to mắt ra xem rốt cuộc ta có dám hay không dương khai bùng nổ sức mạnh những sợi dây đang trói hắn cũng đứt đoạn giờ ta sẽ bắt đầu hủy thạch trụ này nếu ngươi có cách gì ngăn cản ta thì mau thi triển đi ngươi thật sự muốn phá hủy nơi này sao ngươi cảm thấy ta giống đang nói đùa sao ngươi có biết nếu hủy hoại nơi này sẽ dẫn đến hậu quả thế nào không cái này thì ta không biết nhưng ta biết các bằng hữu và trưởng bối của ta sẽ phải chết đợi ngươi hủy nơi anifli rồi ngươi sẽ tự khắc biết hy vọng tới lúc đó ngươi có thể chịu đựng được cái giá đó hừ ở đó mà úp úp mở mở dương khai dồn chân nguyên lên nắm tay đấm thẳng một quyền lên thạch trụ chỉ thấy cây thạch trụ sau một quyền này thì đã nứt vỡ thứ này thì ra dễ phá đến vậy sao tinh khí cương quyết, giống hệt bản tôn, thảo nào có thể kế thừa hài cốt của bản tôn. Ngươi không ngăn ta lại à, cú đánh tiếp theo, cây thạch trụ này sẽ bị đánh nát đấy. Ngươi đã nói ta không có sức mạnh ngăn cản, thì ta còn có thể ngăn cản được sao? Thôi bỏ đi, thế giới này bị phong ấn quá lâu, cũng đến lúc được thấy lại ánh mặt trời rồi. Là ý gì? Cái gì mà thế giới bị phong ấn quá lâu? Cái gì mà trùng kiến thiên nhật? Tiểu tử, nếu có thời gian hãy đến Ma Đô một chuyến, đến đó ngươi sẽ biết thôi phân thần của đại ma thần biến mất đám người lôi long cũng lên tiếng kêu cứu tiểu tử mau thả bọn ta ra nơi này không nên ở lâu dương khai ngưng quyền đánh phá về các thạch trụ đồng thời cứu mọi người ra năng lượng của cổ trụ biến mất rồi hắn đi đến đỡ mộng lão đầu thân xác héo hon mộng trưởng quỹ đột nhiên năng lượng trên bầu trời không gian trở nên hỗn loạn mau đi nếu mấy cọc trụ này đồng thời đổ sụp năng lượng như vậy không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ được vâng dương khai bế theo hạ sư tỷ nhanh chóng ly khai khỏi trung tâm thạch trụ ở xa xa một thân ảnh vẫn nhìn theo bóng lưng hắn sau đó chịu sự bùng nổ của nơi này mà dần dần tan biến năng lượng không gian đó đã sụp đổ không còn bị ngăn trở mọi người cùng bay qua thông đạo hư không sau đó mọi người đáp xuống một khu rừng nơi này không phải thú hải bí lâm xem ra lại bị đưa đến nơi khác rồi dương khai đặt hạ sư tỷ tựa vào một gốc cây sau đó quay sang lệ dung hỏi mộng trưởng quỹ tình hình thế nào rồi dương khai đi đến kiểm tra tình hình của lão không sao có ta ở đây ông ấy không chết được thạch trụ đó có uy năng hút huyết nhục tinh hoa của người bị trói buộc ông chủ mộng toàn thân khí huyết chi lực dường như bị thạch trụ hút cạn giờ ồi bây giờ càng cần bổ sung khí huyết chi lực hơn một canh giờ sau lão mộng từ từ tỉnh lại để ta tự làm ngươi đi chăm sóc ngừng thường đi dương khai đưa cho lão khối huyết tinh thạch sau đó quay người nhìn về đám người còn lại hắn đi đến cầm theo mấy viên đan dược ở đây có ba viên đan dược Đại tôn mọi người cầm lấy chia cho nhau đi, cảm ơn. Dương Khai đi về phía Lệ Dung và Hạ Sư tỷ, hắn đưa cho Lệ Dung một viên đan dược, đa tạ chủ thượng. Chủ thượng, vị cô nương này có phải là người yêu trong lòng của người không? Ừm. Chẳng trách, ánh mắt người nhìn cô ấy ấm áp vậy, cũng chưa từng thấy chủ thượng nhìn cô gái nào với thần sắc như vậy. Vị cô nương này tuy đeo khăn che, khiến người ta nhìn không rõ chân dung, nhưng chắc chắn là quốc sắc thiên hương. Quốc sắc thiên hương sao? ta cũng chưa từng nhìn thấy nhan sắc thật sự của tiểu sư tỷ. Đúng là điều ghê, ở mép một hai người còn ăn cháo lưỡi phát cơm chó cho view ở mà kêu chưa thấy. Còn cắn lưỡi nhau chảy máu cơ mà, hừ hừ. Hả, người cũng chưa nhìn thấy sao, lệ dung giật mình, đây là cái khái niệm gì à? Vậy tình cảm chủ thượng dánh cho cô ấy chắc chắn rất sâu đậm. Lão già lôi long một bên cũng hóng hớt vào, tiểu tử, nếu cô ấy là một cô gái xấu, ngươi sẽ thế nào? Không thể đâu, tâm linh của tiểu sư tỷ rất thuần khiết, trong mắt ta cô ấy chính là mỹ nhân. Dương Khai lại ngồi xuống đưa ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương cưng chiều về hạ ngưng thường. Ngươi không muốn xem thử cô ấy rốt cuộc trông thế nào sao, bây giờ cô ấy đang hôn mê, đúng là thời cơ tốt đấy. Không, đợi tiểu sư tỷ một ngày nào đó tự bỏ khăn che mặt ra, ta mới nhìn. Bây giờ nhìn, chỉ lợi cho mắt của các ngươi thôi. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng là kiểu giữ khư khư thế đấy, nữ nhân bản thân yêu thích, người khác nhìn một cái cũng không được sao, cần ngươi lo à có điều bản tọa ngược lại hiếu kỳ các ngươi rốt cuộc xuất thân là tông môn nào vì sao tuổi còn nhỏ đều đã có tu vi bậc này thế đừng nói với ta là thiên tiêu tông thiên tiêu tông không có bản lĩnh ấy ta còn có một sư tỷ cũng như vậy có cơ hội ta muốn xem thử rốt cuộc là thủy tổ nơi nào có thể dạy dỗ ra quái vật như các ngươi đúng rồi trước đó người ở chỗ tám cột đá đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào lôi long đại tôn không phải sớm đã đoán ra rồi sao nói như vậy Hắn quả thật là đại ma thần sao? Đại ma thần? Lão Ngưu một bên nghe mà giật mình cái bịch. Tên gia hỏa đó không phải đã mất mấy ngàn năm rồi sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Khả năng là tàn hồn thôi. Chỉ là một tàn hồn đã mạnh mẽ như vậy, vậy đại ma thần bản tôn rốt cuộc mạnh đến mức nào đây? Ai biết hắn rốt cuộc mạnh thế nào, khả năng không chỉ nhập thánh cảnh tầng 3 cũng không chừng, trên cả nhập thánh cảnh. Nói không chừng còn cao hơn mấy tầng, tầng bậc cao hơn ư? Vì sao bản tọa trước giờ chưa nghe qua? Trước kia ta còn không biết trên thần du cảnh có siêu phàm cảnh đâu, chỗ chúng ta những cường giả đỉnh cao đó ngay cả tên của siêu phàm cảnh cũng không biết, chứ đừng nói là nhập thánh cảnh. Mặt của đại, tôn xị xuống, cậu rốt cuộc đến từ mảnh đất xa xôi nào, tin tức lại tắc nghẽn đến trình độ ấy. Không nói cái này, hai vị khôi phục thế nào rồi, cũng khá rồi. Viên đan dược đó của cậu còn không, đưa cho bản tọa nhiều chút, dù sao cửu thiên thánh địa các người luyện đan cũng không phải chuyện khó, về rồi ta sẽ đưa các ông chút linh đan. Được, vậy bản tọa đợi tin lành đừng quên phần của lão ngưu đấy nhé sẽ không quên đâu sau này mọi người đều là hàng xóm tất cả vẫn cần nhờ vào hai vị đại tôn khách khí rồi ha 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 hai người lôi long và lão ngưu ngồi xuống nghỉ ngơi chỉnh đốn lại trạng thái dương khai định đi đến kiểm tra lại mộng lão đầu một lần thì lệ dung truyền âm chủ thượng vị cô nương này hình như đã tỉnh rồi lệ dung ngồi một bên hạ sư tỷ hạ sư tỷ hai mắt vẫn nhắm tít cơ mà cái má đã đỏ hồng lên rồi dương khai đi đến Hạ sư tỷ như cảm nhận được hắn tới gần hai má lại càng đỏ hơn. Lúc nào thì cô nhìn ra vậy? Chính là lúc ngài và Lôi Long bọn họ nói chuyện, lúc đó à, không phát hiện ra chứ. Ừm, không phải nên vui mừng gặp lại mới phải chứ, Lệ Dung Nghi hoặc đôi này sao cứ thấy là lạ thế nào. Tiểu sư tỷ quả nhiên không thay đổi nhiều, 10 năm không gặp, bộ dạng giả vờ ngủ vẫn như trước, không có chút thay đổi nào. Thái Điệp sau khi trạng thái tốt hơn, ta ra ngoài thăm dò một phen, chỗ này cũng không phải thú hải mật lâm. Một hồi sau, khi Thái Điệp trở về, Dương Khai đi tới nghi hoặc, vậy chỗ này là chỗ nào? Trăm dặm bên ngoài có một thành trấn nhỏ, ta đi bên đó hỏi thử mới biết được, chỗ đó cách cửu thiên thánh địa các ngươi lộ trình khoảng 2 tháng. Xa vậy sao? Ừm, nếu lấy trình độ di chuyển của siêu phàm cảnh mà tính. Mọi người rõ ràng là từ phía thú hải mật lâm đi vào, nhưng lúc ra lại đến nơi này. Trừ khi là vì hư không thông đạo lúc rời đi đó, chỗ đó cổ quái vô cùng, lão phu lúc DSO là từ phía ma cương tiến vào nghe tiếng lão mộng nói dương khai liền quay đầu lại mộng trưởng quỹ cụ khụ 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 không ngờ lần này người cứu lão phu ra lại là tiểu tử ngươi ngày khác sẽ tìm cơ hội cảm ơn ngươi người một nhà không cần nói lời khách sáo như vậy không có thể ăn bừa nhưng lời thì không thể nói lung tung chúng ta thành người một nhà từ khi nào hả ha 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 dương khai khoái chí cười nghe cái bộ răng xấu xa ra tiểu tử thúi lão mộng nhìn về hai người lôi long và lão ngưu mấy vị này là a à, bọn họ là bằng hữu yêu tộc của ta, yêu tộc, chẳng trách yêu khí nồng đến vậy. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không, nhìn ngươi quen quen. Lôi long khuôn mặt trở nên lạnh lùng, năm trăm năm tước, rừng rậm thú hải. trầm ngâm một hồi lâu, lão mộng mới lên tiếng. À, nhớ ra rồi, ngươi là người huyết giao. Mối thù của huyết giao đại tôn, ngày khác bổn tọa nhất định sẽ đến đòi lại. Cũng không phải lão phu giết hắn, hắn bụng dạ hẹp hòi, thua một trận mà tức tối mãi, trách được ai chứ. Đại tôn nổi khùng lên, Ta không cho phép ngươi sỉ nhục huyết giao đại tôn. Đại tôn, được rồi được rồi, hừ, có Dương tiểu tử đây, lần này, không cùng ngươi so đo, bọn ta xin đi trước một bước, tiểu tử, chớ có quên linh đan ngươi đã đồng ý với bổn tọa. Nhìn hai người lôi long và lão Ngưu rời đi, Dương Khai đi đến ngồi cạnh Mộng lão đầu. Bản lĩnh lên đấy nhỉ, còn kết giao được với nhân vật lợi hại như vậy nữa, cũng nhờ Mộng trưởng quầy năm xưa dạy bảo. Tém tém lại đi, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ quỷ gì tiểu tử nhà ngươi trời sinh không an phận, đi khắp nơi gây họa, để hạ ngưng thường theo ngươi, ta không yên tâm. Đi theo lão nhân ra ngài cũng chẳng an toàn gì đâu. Mạnh miệng. Mộng lão đầu túm lấy cái má của Dương Khai mà véo, úi ra úi ra, hạ sư tỷ một bên thì mặt lại càng đỏ, chán cũng đỏ theo luôn. Sau đó lão mộng lại nhìn sang lệ dung một bên hạ ngưng thường, vị kia là, nàng ấy, nàng là. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy, sao vừa kết giao với yêu tộc, vừa qua lại với ma tộc, đau đau tiền bối, nếu là người lo ta gây hại với chủ thượng thì lầm rồi. Tộc ta đã thề, cả đời tuân theo mệnh lệnh chủ thượng, cống sức cho ngài. U ôi, chủ thượng sao? Bàn tay lão lại tiếp tục véo má Dương Khai, ngươi gọi gắn là chủ thượng sao? Vâng, ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn véo Dương Khai thật lâu, khổ thân anh khai ghê, bị véo sưng hết cả má lên rồi, nước mắt thì giàn ruộng. Tiểu tử, có thời gian chúng ta phải nói chuyện một bữa ra trò, chờ trở về rồi nói sau. Cái này trả lại cho ngươi, lão mộng đưa lại cho dương khai cục huyết tinh thạch có điều huyết khí bên trong đã bị ta tiêu hao gần hết rồi huyết khí khổng lồ như vậy sao lại bị lão hút hết chỉ còn chút ít thế này mộng trưởng quầy hiện giờ tu vi của lão là gì trước khi vào đó lão phu chỉ là nhập thánh nhất tầng cảnh hiện tại đã khôi phục lại rồi cái này thì phải nhờ đòn tra tấn trên thạch trụ kia những năng lượng đó đã hủy đi phong ấn trong cơ thể ta đỡ cho ta phải tự nghĩ cách hóa giải vậy tức là phong ấn của lão đã được giải trừ hoàn toàn rồi sao quá tốt rồi, lão phu chỉ là khôi phục lại thực lực lúc đầu thôi. còn tên lão cá nhà ngươi, lâu rồi không gặp, sao tu vi lại mạnh lên bằng ngưng thường rồi? rốt cuộc ngươi đã gặp được bao nhiêu cơ duyên vậy? kha kha, vận khí tốt thôi. nếu chỉ ngẫu nhiên gặp cơ duyên mà mạnh lên, thì đó quả thật chỉ là may mắn. nhưng một người trong một khoảng thời gian như vậy có thể tiến xa thế này, thì không thể không có liên quan tới tu chất và nỗ lực khắc khổ của bản thân. nhìn dương khai cười đùa lão cá thế thôi, chứ lão mộng biết, tiểu tử này cũng đã dốc hết sức rồi. Bốn người ở đó nhìn ngó về nơi xa, trong lòng ai cũng đang suy nghĩ chuyện của bản thân, chỉ có hạ sư tỷ là hé một mắt to tròn nhìn ngắm anh khai. Nếu Lăng Huynh biết tình hình gần đây của ngươi, nhất định sẽ rất vui. Mộng trưởng quầy, lão có biết làm cách nào để trở về Trung Đô không? Nghe điệu bộ này của Dương Khai, ngươi muốn đưa Lăng Huynh bọn họ cùng đến đây sao? Ừm, môi trường tu luyện ở đây tốt hơn bên gió nhiều, nếu sư công mà sinh ra ở đây, có lẽ tu vi hiện tại đã là nhập thánh cảnh từ lâu rồi ngươi nói không sai nhưng tiếc là lão phu cũng không biết làm cách nào để quay lại trung đô năm đó lão phu cũng do tình cờ mới đến được thế giới của các ngươi bản thân ta cũng rất mơ hồ bây giờ cũng không thể tìm ra được thông đạo hư không hồi đó nữa ngươi muốn đưa họ đến đây ý nghĩ đó là tốt nhưng ngươi có đủ khả năng để sắp xếp ổn thỏa cho họ không phía trung đô nhiều người đến vậy nếu đến thông huyền đại lục ta không nói chuyện khác ngươi có sức mạnh để bảo vệ sự an toàn cho bọn họ không đã ngoài ra chỗ ở cho họ cũng là vấn đề vật tư dùng cho tu luyện càng rắc rối hơn một mình ngươi không thể nào chiếu cố đến nhiều người đến vậy nếu những việc này mà không làm được thì chi bằng cứ để họ ở lại trung đô ít nhất ở đó họ còn có thể ứng phó được không phải lo lắng sẽ gặp nguy hiểm còn bên này thì lại khác lệ dung một bên nghe câu chuyện của hai người cũng lên tiếng điều này thì lão tiên sinh không phải lo hiện tại chủ thượng không phải chỉ cô độc một mình hoàn toàn có khả năng để bảo vệ an toàn cho bất cứ ai hả Lời này là ý gì? Vì chủ thượng giờ là thánh chủ của cửu thiên thánh địa mà. Thế này thì, lão mộng nhìn sang Dương Khai đang im lặng không nói, nhưng bộ dáng đắc ý vẫn hiển lộ trên mặt. Ngươi lại có thể trở thành thánh chủ của nơi đó, thánh nữ của họ mù cả rồi sao mà lại chọn ngươi? Nghe mấy câu sỉ vã của lão già mộng, Dương Khai mặt đen lại, lệ dung thì một bên cười khúc khích. Nói như vậy, lão thánh chủ của cửu thiên thánh địa đã chết rồi à? Ừ, không lâu sau khi lão và tiểu sư tỷ đi khỏi thánh địa. Quả nhiên, lần trước lúc cùng hắn gặp mặt, ta đã nhìn ra thời gian của lão không còn nhiều, nào ngờ lại đi nhanh như vậy. tiểu tử nhà ngươi thực lực tăng nhanh như vậy, đừng nói là nhờ tu luyện công pháp truyền thừa của thánh địa nhá, không, không thì tốt, tuyệt đối không được luyện. Theo ta được biết, công pháo đó dùng cách tiêu hao sức sống bản thân để đổi lấy sức mạnh, công lực càng tăng nhanh, tuổi thọ càng ngắn lại. lão phu không muốn thấy ngương thường phải ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt đầu. với tư chất của ngươi, siêng năng khổ luyện sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến ngưỡng như lão phu sống cả nghìn năm cũng không đáng kể chẳng cần phải liều mạng để gia tăng công lực cấp tốc mộng trưởng quầy nói phải ta cũng nghĩ vậy nếu ngươi đã có nơi để an phận thì lão phu và ngương thường sẽ về đó ở một thời gian đi những năm này đã khổ cho nha đầu này rồi cứ theo ta chạy đông chạy tây không có được cuộc sống yên ổn hay ra ngương thường cái gì cũng tốt chỉ trừ việc quá trung tình với tiểu tử khốn kiếp này nhìn bên cạnh dương khai lúc nào cũng có mỹ nhân đi cùng sau này đi theo tiểu tử này há chẳng phải sẽ bị hắn ức hiếp đến chết sao dương khai đi trước dẫn đường đi vâng dương khai cười tươi vui vẻ sau đó hắn triệu hồi ra phi thiên toa nằm lơ lửng ồ bí bảo này đẳng cấp không tồi nha đây chẳng phải thứ kia sao ừm sau khi luyện hóa ta mới biết đây là một bí bảo phi hành bí bảo phi hành đúng là hiếm có tốc độ cũng rất tuyệt tuyệt thế nào thử sẽ biết mời hai vị lên dương khai thì bế hạ sư tỷ vẫn đang giả vờ ngủ cùng leo lên phi thiên toa lệ dung nhìn mà cười khổ nàng leo hẳn lên trước không làm kỳ đà cản mũi để không gian cho hai người tâm sự dương khai động ý niệm phi thiên toa như một tên lửa bắn vù lên không mộng lão đầu và lệ dung cũng bất ngờ há miệng nước miếng bay toé tung dương khai thì nhìn chằm chằm xuống hạ sư tỷ tiểu sư tỷ thật xinh đẹp vô sỉ lão tiên sinh nếu không có việc gì nói với ta chuyện của chủ thượng đi chúng ta vẫn còn biết rất ít về chủ thượng có lẽ ông trời đã sớm an bài ta đến nơi đó cứu nữ nhân quan trọng nhất đời mình Bây giờ nhớ lại những chuyện kia, sư đệ thấy rất may mắn, nếu lúc đầu không đi cùng lệ dung, chuyến này sợ rằng không thể gặp tỷ. Tỷ và tô nhan bình an, sư đệ đã thấy thỏa mãn, nghe những lời đường mật ngọt ngào của hắn, hạ sư tỷ không nhịn được mà mở mắt ra ngắm nghía anh khai. Nàng duyên dáng thủ thỉ, nói nhiều thêm một chút đi, người ta thích nghe ớ. Hức hức, vừa thẹn vừa thích, hạ sư tỷ vùi vào lòng dương khai, muốn nghe hắn nói thêm mấy lời mật ngọt, trời trời, đúng là sư tỷ của tôi dại dột quá lão mộng tức tối cay cú tiểu tử thối lão tiên sinh đừng quá để ý với tư chất của chủ thượng hoàn toàn có thể cho cô nương ấy hạnh phúc hai nữ nhi lớn rồi không giữ được bỏ đi chuyến này lão phu đến cửu thiên thánh địa cứ yên tâm dưỡng lão lão tiên sinh nói gì vậy người có già thì cũng cường tráng khỏe mạnh sau này chủ thượng còn cần người giúp đỡ đừng mở miệng là lão tiên sinh cô và ta cùng là nhập thánh cảnh tầng ba coi như cùng bối phận không dám ngài là tiền bối của chủ thượng đương nhiên cũng là tiền bối của ta. Người thì trò chuyện, người thì díu ra díu dít, cứ như thế không biết qua bao lâu. Tiểu Dương khai, ngoài cửu thiên thánh địa của các người, sao lại nhiều người như thế, họ đến đây làm gì? Đến cầu đan, cầu đan, cửu thiên thánh địa của các người có luyện đan đại sư à? Chủ thượng là luyện đan sư thánh cấp, người đến đây đều vì danh tiếng của ngài ấy, nhưng người ngoài không biết thân phận thật sự của đại sư luyện đan ở đây. Ồ, ngươi còn biết luyện đan à? Bình thường thôi, đương nhiên không so được với tiểu sư tỷ rồi. Coi như ngươi biết điều, cô nương này còn cao thâm hơn chủ thượng sao, lệ dung vô cùng ngạc nhiên. Một hồi sau, phi thiên toa đáp xuống trước cửa đại sảnh thánh địa, ở đây một đám người đã đứng chờ sẵn. Thánh chủ, coi như ngài đã về, nếu ngài còn không về, ngay cả tự sát lão phu cũng nghĩ đến rồi. Nhìn bộ dáng thảm thiết của đại trưởng lão, Dương Khai giật mình, sao vậy, thánh địa xảy ra chuyện gì sao? Ngược lại không có chuyện gì lớn, Chính là mấy vị đại sư đó cả ngày nghe ngóng tung tích của cậu, bảo cậu sớm trở về, hơn nữa, cậu đi biệt 3 tháng, đoạn thời gian này các đại sư luyện đan đều sắp kiệt sức rồi. Bọn họ cả ngày đều tìm ta đòi người, ta tránh cũng không tránh được, tiêu rồi, xem chút quên mất đám người đỗ vạn rồi. Truyền lệnh xuống, trong 10 ngày thánh địa tạm thời không giúp người khác luyện đan, để mấy vị đại sư nghỉ ngơi cho tốt. Thế nhưng ngoài kia người tới cầu đan càng ngày càng nhiều, nếu dừng có khiến bọn họ tức giận không? cứ nói thánh địa đại sư ta thân thể mệt mỏi cần điều dưỡng một phen nếu đã tới cầu đan thì phải có đủ sự nhẫn nại không chờ được thì đi đi vâng đây không phải bằng hữu của lão thánh chủ sao giới thiệu một chút đây là tiền bối sư môn của ta mộng vô nhai hạnh ngộ hạnh ngộ cái tên nghe quen quá các người trước đi làm chuyện của ta bảo đi ta muốn cùng bọn họ nghỉ ngơi cho tốt trở về phòng khách tiểu tử bí bảo này sao lại có tốc độ quỷ dị như vậy là ai luyện ra nó thế Ta cùng lệ dung một năm trước trong lúc vô ý tìm được trong tinh không. Còn về ai luyện ra, ta cũng không biết, tinh không, các người đi vào tinh không rồi. Ừm, nếu ông muốn đi, ngày khác ta dẫn ông đi xem xem. Không cần đâu, lão phu chắc từng đi tinh không rồi, lão tiên sinh chắc từng qua là sao? Bởi vì lúc đó cũng mơ hồ, chính là bị mấy ngày bị trói trên cột đá đó, ta luôn cảm thấy nơi đó rất lạ. Lúc đó chịu tra tấn, thân hồn của lão phu tựa hồ rời khỏi thể xác, đi tới rất nhiều nơi. Tinh không chính là một trong số đó, những nơi đó giải khắp đông tây nam bắc ở thông huyền đại lục, trôi nổi trong không gian vạn dặm này. Chỉ có điều vì chịu tra tấn, cho nên có lúc thần trí mơ hồ, không nhớ quá rõ. Tiểu Dương khai, ta luôn có một cảm giác không quá tốt, người không nên hủy nơi đó. Mộng trưởng quỹ cũng nói vậy ư, cũng, ai từng nói với ngươi vậy rồi sao? Chính là phân thân của đại ma thần, hắn nói chỗ đó là đầu mối then chốt của cả đại lục này, còn nói nếu hủy đi nơi đó, ta sẽ phải trả giá không thể tưởng tượng nổi then chốt sao, hắn còn nói cái gì nữa, hắn còn nói, bỏ đi, thế giới này cũng bị phong ấn đủ lâu rồi, đã đến lúc nên trùng kiến thiên nhật rồi. Mộng trưởng quỹ, lời hắn nói ẩn chứa điều gì, hắn nói thế giới này bị phong ấn là chỉ cái gì. Lão Phu không biết, có điều chuyện này cậu tạm thời đừng nói cho người khác, để ta nghĩ kỹ xem. Dương Khai lại nghĩ tới những lời trước đây mà phân thân đại ma thần từng nói, tiến đến ma đô, đến chỗ đó tự nhiên có thể hiểu được bí mật trong đó. Một hồi sau, đám người đi ra bên ngoài, thánh chủ ra rồi, ấy là thánh chủ đại nhân, ý. Vị này là tiền bối tông môn ta, mộng vô nhai, vị này là sư tỷ ta, hạ ngưng thường. Ta còn tưởng thánh chủ của chúng ta sẽ không động tâm với nữ nhân, hóa ra trong tim sớm đã có người rồi. Thật tiếc cho Linh Nhi, Linh Nhi chắc biết chuyện này, mong là vậy. Đại trưởng lão lần nữa nghe được cái tên này thì giật mình kêu lên, mộng vô nhai. Đại trưởng lão, ngài kêu gì vậy, vừa rồi không phải đã giới thiệu rồi sao? Ta nhớ ra tên này rồi, đệ nhất cường giả nhân tộc mấy trăm năm trước, cũng tên như vậy, ông chắc không phải là đệ nhất cường giả, thế nhân đề. cao rồi, mộng mũ chẳng qua là một kẻ mãng phu, cái danh đệ nhất này, thật không dám nhận. Ba người trưởng lão của cửu thiên thánh địa nghe nói những lời này thì đều cả kinh, quả thật là ông. Nghe nói từ lâu, không ngờ hôm nay từ mũ có thể gặp mặt mộng huynh, thực sự là vinh hạnh ba đời. Được rồi, ông chủ mộng và tiểu sư tỷ về sau sẽ ở cửu thiên thánh địa chúng ta, có thời gian để giao lưu mà. Ông chủ Mộng và tiểu sư tỷ ở Thánh chủ Uyển đi, ở đó là nơi bình thường ta sinh hoạt, hai người thấy sao? Được, chỉ cần yên tĩnh là được. Vậy theo ta đi, Thánh chủ, chuyện này để Ngọc Danh trưởng lão giải quyết đi, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Được, Ngọc Danh trưởng lão, làm phiền đưa họ đến Thánh chủ Uyển, bảo Anh Linh nhi sắp xếp cho bọn họ. Ngọc trưởng lão đưa hai người Mộng lão đầu và Hạ ngương thường rời đi, trước khi đi, Hạ sư tỷ còn phải quay lại nhìn anh Khai một cái rồi mới chịu. Thánh chủ khoảng thời gian này rảnh, ta cũng về nghỉ ngơi đây. Ừm. Rốt cuộc có chuyện gì khiến ông căng thẳng dè chừng như vậy, Thánh Lăng xảy ra chút vấn đề. Thánh Lăng xảy ra chuyện gì được, Dương Khai cảm nhận một chút thì ngạc nhiên, chuyện gì vậy, Thánh Lăng sao mở rồi. Không biết, chỉ biết nó đột nhiên tự mở ra, để tránh các đệ tử không biết xông vào, cho nên mới để các trưởng lão ở xung quanh bày bố cấm chế. Vào trong thăm dò chưa, thuộc hạ và sử can trưởng lão đã vào rồi, có phát hiện gì không? Không tính phát hiện gì cả, Thánh lăng hình như không bị ảnh hưởng gì cả, ta vào trong xem, các ngươi ở đây chờ. Dương Khai vào kiểm tra một vòng rồi đi ra, bên trong đúng là không có gì thay đổi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Chính là 2 đến 3 ngày trước. 2 3 ngày trước sao? Sao vậy? Thánh chủ có phải có phát hiện gì không? 2 3 ngày trước hình như là lúc cứu ông chủ Mộng và tiểu sư tỷ về, là lúc đánh vỡ cây thạch trụ. Có lẽ chỉ là trùng hợp, không có liên quan gì cả, không có gì. Tạm thời không cho các đệ tử tiếp cận nơi này nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì đó, quan sát một khoảng thời gian rồi nói, vâng. Dương Khai đi đến chỗ luyện đan của mấy lão đầu, vừa đến nơi thì, tiểu tử, ngươi thật không biết trước sau gì cả, lần này đi ba tháng liền, hại lão phu bọn ta chờ mòn mỏi. Một lão già mặt mếu máu chạy lên kể khổ. Thực sự ngại quá, ta cũng không ngờ lần này ra ngoài mất nhiều thời gian như vậy. Vốn dĩ tưởng chuyện chỉ mất khoảng vài ngày, mà lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, ta còn phải cảm ơn các vị đại sư. May mà có mọi người, Thánh địa mới bảo vệ được danh dự và uy danh khoảng thời gian này. Thấy Dương Khai cũng hạ mình làm lành, mấy lão già cũng trở nên thoải mái hơn một chút, ngươi biết là được. Bắt mấy lão già bọn ta ở đây khổ cực. Nói đi, ngươi định làm bọn ta hài lòng thế nào? Dương Khai nghĩ ngay đến hạ sư tỷ, ta đã hạ lệnh bên ngoài người cầu đan đợi 10 ngày, 10 ngày này thánh địa không giúp người luyện đan, 10 ngày sau nhất định khiến các đại sư hài lòng. Được, quyết định vậy đi, ngươi cũng đừng miễn cưỡng bản thân quá, có Thời gian khoảng 10 ngày, bản thân nghỉ ngơi cho khỏe. Ừm, Dương Khai đi tới chỗ Hạ Sư Tỷ, An Linh Nhi thấy vậy liền chủ động rời đi, hai người nói chuyện, ta đi trước một bước. Ngưng thường muội muội, nếu có gì không hiểu có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta cũng ở trong thánh chủ uyển. Hai người nhìn nhau, Anh Khai liền ôm lấy vòng eo của Hạ Sư Tỷ bế nàng lên, ta có rất nhiều lời muốn nói với tỷ, ta cũng có. Hai người cùng nhau tiến vào phòng, bị Anh Khai đặt lên giường, mặt của Hạ Sư Tỷ nóng lên để không phải muốn nói gì với ta hay sao? Dương khai ghé sát xuống người nào thân thể hai người chạm vào nhau chúng ta không phải đang nói chuyện sao? Ừ. Tiểu sư tỷ muốn nói gì nào? giờ phút này hạ sư tỷ như con nai con làm gì còn nghĩ được cái gì? nàng nhắm mắt lắc đầu nguội ngoại ta ta không biết. A à, kha kha anh khai nhà ta định tới luôn ăn thịt hạ sư tỷ nhưng hắn vội vàng lắc đầu để tỉnh táo lại sau đó hôn xuống chán của hạ ngưng thường một nụ hôn đợi một ngày nào đó ta nhất định sẽ làm những chuyện tiếp theo hạ ngưng thường cũng mở mắt ra nuông chiều nhìn hắn sư đệ muốn lúc nào cũng được hai người cùng ngồi dậy các người khoảng thời gian này như thế nào ta chỉ có đi theo sư phụ khắp nơi còn đệ thì sao còn ta khoảng thời gian này thời gian tuổi qua hai người tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh vốn chỉ thuộc về hai người này hạ sư tỷ lại nép vào lòng dương khai a à, đúng rồi tô nhan sư tỷ đang ở một nơi tên là băng tông ta biết ta đã gặp lại rồi hoàn cảnh nơi đó đích thực thích hợp cho cô ấy tu luyện lúc ta đi cô ấy còn đang bế quan. Ta cùng cô ấy trao đổi một hồi rồi mới rời đi, không biết tình hình cô ấy hiện giờ thế nào. Sư đệ, có hay không muốn đem cô ấy trở về? Cứ chờ qua khoảng thời gian này đã, rồi chúng ta cùng nhau đi đón cô ấy qua đây, được. Địa ma đâu, các ngươi có biết tin tức của hắn không? Chúng ta năm đó cùng nhau tiến vào nơi này, địa ma tiền bối liền tách ra khỏi chúng ta, hắn nói muốn đi ma cưỡng, nhưng ta cùng sự phụ cũng đi qua ma cương, lại không nghe được tin tức của hắn cũng không biết địa ma tiền bối đang ở nơi nào. Không phải lo lắng cho hắn, người khác muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Ngày tháng trước kia ở lăng tiêu các làm cho người ta hoài niệm, cái thời điểm vô lo vô nghĩ, tuy rằng rất nhỏ yếu cũng không biết cái gì là siêu phàm nhập thánh. Đúng vậy, thực lực càng lên cao, gặp được chuyện tình cũng càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, tiểu sư tỷ, cho ngươi một cái thứ tốt nè, thứ gì? Dương Khai lấy ra một chiếc bình ngọc bên trong có vài giọt dược dịch, đây là cái gì? Dược dịch thiên niên ma hoa, Dược dịch của ma hoa ngàn năm ở bên ngoài Phù Vân Thành sao? Tiểu sư tỷ cũng biết nó à? Ừm, lúc ấy sư phụ còn nói mang ta đi xem một chút, nhìn xem có thể có cơ duyên không, nhưng là bởi vì rất nguy hiểm, sư phụ không nắm chắc bảo hộ cho ta nên chúng ta liền cứ thế rời đi. Nói như vậy, sư đệ lúc ấy cũng ở đó, các người cũng vậy, ta không ngờ lại đi ngang qua như vậy. Nguyên lai thứ, này lại bị sư đệ chiếm được, tuy rằng là ta lấy được, bất quá còn có công lao của một người, là một người tên là địch diệu, ngươi còn nhớ rõ không? Đồ đệ của Lý lão, ta nhớ rõ hắn, ta còn cùng hắn tỉ thí luyện đan thuật nữa. Hắn tựa hồ không phục, nói nhất định phải tỉ thí lại một lần, bất quá, ta tin tưởng hắn nhất định không phải đối thủ của sư tỷ. Lần đó cũng là ta thắng hiểm, sư tỷ là dược linh thánh thể, luận về luyện đan không ai so được với tiểu sư tỷ cả. Được rồi, Dương Khai chia một phần dược dịch đưa cho Hạ Ngưng Thường, đợi thời cơ thích hợp rồi luyện hóa thứ này, hẳn là có thể giúp sư tỷ nhập thánh dược linh thánh thể có thể luyện hóa tất cả linh dược trong thiên địa mà không có tác dụng phụ sư tỷ sử dụng thứ này để nhập thánh sẽ thích hợp hơn bất kỳ người nào ừm cảm ơn sư đệ có điều ta còn cần một ít thời gian tích lũy tu vi cảnh giới trước mắt đến đây ta còn có lễ vật muốn tặng cho sư tỷ thả lỏng phòng ngự thức hải ra đi dương khai tiến vào bên trong thức hải của hạ ngương thường nhìn quay một lượt rồi đi đến bên cạnh nàng còn nhớ hay không trước kia ta truyền thụ cho tỷ luyện đan chân quyết đương nhiên nhớ rõ nhờ có nó luyện đan thuật của ta mới tăng lên nhanh như vậy. Lúc trước truyền cho tỷ, chính ta cũng không hiểu rõ luyện đan chân quyết, cho nên chỉ truyền thụ một nửa, hiện tại có thể toàn bộ truyền thụ lại cho sư tỷ rồi. Tiểu sư tỷ hiện tại luyện đan thuật đến trình độ nào rồi, không có đi hiệp hội đan sư chứng thực, nhưng mà ta ít nhất có thể luyện chế thánh cấp trung phẩm. Nhưng cũng chỉ có thể đến bước này, liền không có cách nào để thăng, tài liệu thánh cấp tìm khó khăn, căn bản không có nhiều cơ hội luyện tập. Yên tâm, Nơi này có đại lượng dược liệu có thể dùng để luyện tập. Tin tưởng trình luyện đan thuật của sư tỷ sẽ tiến bộ rất nhanh, không bao lâu liền có thể đến trình độ như Lý lão. Trong thứ này ẩn chưa tất cả tri thức luyện đan chân quyết, tiểu sư tỷ ngươi dành thời gian lĩnh ngộ đi. Cầm lấy một phần ký ức của Dương Khai để lại, hạ sư tỷ vô cùng kiên định, ta biết rồi. Dương Khai trở ra ngoài đi đến một phòng khác ở Thánh chủ uyển, An Linh Nhi đang ngồi xem sổ sách. Sao vậy, Cửu Biệt trùng phùng không ở cạnh nhau thêm một chút à? mới hai ngày đã trở ra rồi. Dương Khai nâng một ly trà lên uống một ngụm, những gì cần nói đã nói rồi, còn muốn thế nào nữa, chỉ có nói thôi ư, ngươi nghĩ bọn ta làm gì ở trong đó chứ. Ai biết được, cô nam quả nữ cùng trong một căn phòng, lửa gần rơm cháy cũng là bình thường thôi ấy mà. Dương Khai thấy bộ dáng này của Linh Nhi thì đổ mồ hôi hột, đừng nói là ngươi đang ghen đấy nhá. Bớt tự mình đa tình đi, thánh nữ dám nói năng như vậy với thánh chủ, chắc ngươi là người đầu tiên đấy. Ai bảo ngươi chẳng giống thánh chủ trước đây gì cả chứ, do ngươi tự vứt bỏ cơ hội đó thôi, ngươi không thịt ta thì giờ kêu cái gì chứ, được rồi, được rồi, không nói vớ vẩn với ngươi nữa. Thua hoạch của thánh địa trong thời gian qua đều ở đây cả, có cần xem qua không? Dương Khai vừa cầm quyển sổ ghi chép, nhìn một đống chữ lòng ngoằng chi chít trên đó mà dùng cả mình. Hắn liền ném quyển sách cái bụp xuống bàn, thôi các ngươi cứ ghi chép là được rồi. Ừ. Tại sao thánh chủ uyển lại không có khí tức của mộng trưởng quầy nhỉ? Mộng trưởng quầy đâu rồi? sao không có ở đây ngươi không nói thì ta cũng quên mất vị mộng tiền bối đó nói cần ra ngoài một thời gian để ngươi chăm sóc cho đồ đệ của ông còn nói nếu dám ức hiếp đồ đệ của ông ấy nhất định sẽ cho ngươi biết tay lão đi ra ngoài từ lúc nào có nói khi nào về không đi từ hôm qua rồi lúc nào về thì không nói dương khai trầm ngâm không biết lão lại có việc gì quan trọng mà để lại hạ sư tỷ ở đây đúng lúc này đại trưởng lão từ bên ngoài đi đến thánh chủ vu kiếp cầu kiến hình như là đã xảy ra chuyện gì đó sắc mặt hắn có vẻ bất ổn vu kiếp sao cho hắn vào đi vu kiếp nhanh chóng từ bên ngoài vào cầu kiến bộ mặt có vẻ như rất lo lắng điều gì vu tông chủ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không đúng là có chút chuyện liên quan đến thạch lâm của phá huyền phủ thạch lâm đó làm sao thánh chủ đại nhân nếu thuận tiện thì xin mời theo ta đi xem thử sẽ biết dứt lời hai người liền cất người bay đi lệ dung cũng nghe tin từ nơi xa bay tới chủ thượng có phải xảy ra chuyện gì không vu kiếp nói thạch lâm đó có chút vấn đề gọi ta đến xem sao thạch lâm sao thạch lâm thông đến tinh không ừ ba người nhanh chóng bay đi khi đến nơi thông đạo hư không đã không còn bị phong ấn nữa nó tỏa ra một luồng lực hút mãnh liệt dương khai giật mình ai đã mở lối vào tinh không vậy các đệ tử thủ hạ ta vô tình phát hiện được vu mỗ biết nơi này quan trọng với thánh chủ đại nhân nên từ sau lần cáo biệt trước đã hạ lệnh không cho đệ tử ra vào phá huyền phủ nữa có điều hôm qua lúc mấy đệ tử bay ngang qua chợt phát hiện tình hình dưới đất vài người đi vào điều tra thì một đi không trở lại các đệ tử còn lại vội vàng về tông môn báo lại cho ta biết ta liền chạy tới cửu thiên thánh địa ngươi phải thấy may mắn vì đã không tự mình vào đó điều tra vu mỗ tự biết mình nói như vậy đó quả thật là lối vào tinh không sao đúng vậy nơi đó quả thật thông đến tinh không trong truyền thuyết tinh không tương đương hung hiểm nếu không phải nhập thánh tam tầng cảnh mà tiến vào bên trong thì ắt hẳn phải chết không nghi ngờ mấy tên đệ tử đó của ngươi hẳn là không thể quay về được nữa nhập thánh cảnh tam tầng mới vào được sao lệ dung cũng quay sang giải thích trong tinh không có một nguồn áp lực khủng khiếp xui chảy chỉ có sức mạnh thân xác như nhập thánh tam tầng cảnh mới chống đỡ được chỉ là ai đã mở lối vào này ra dương khai trầm ngâm suy tư trong lòng hắn nặng trĩu có khả năng là nó tự mở tự mở ừ lối vào thánh lăng mở ra lối vào thông đến tinh không cũng đã mở hơn nửa đều xảy ra trong thời gian gần im nghiêm túc mà nói hẳn là đều xảy ra vào ngày ta cứu mộng vô nhai và hạ ngưng thường thoát ra không lẽ lại có liên quan tới thế giới quỷ dị đó thật sao không đúng khoảng cách quá xa sao có thể có liên quan chứ thánh chủ đại nhân nơi này xử lý thế nào đây có cần điều động người canh gác không không cần ngươi trở về cánh cáo đệ tử u minh tông ngươi để bọn họ tuyệt đối không được xông vào trong đó dương khai cùng lệ dung cùng bay trở về thánh địa chủ thượng những người phía dưới đến cầu đan hình như xảy ra chút việc hừng nhìn đám người trước cửa thánh địa như đang bàn bạc chuyện gì rồi nhanh chóng rời đi không biết đã xảy ra chuyện gì dương khai đáp xuống bên cạnh hai vị trưởng lão hỏi nơi này có chuyện gì sao khoảng một né nhanh trước đó có một võ giả tới nhập vào đội ngũ cầu đan hắn cùng những người cầu đan đó nói mấy câu sau đó thì không ít người lại rời đi người đó ở đâu hắn là kẻ đứng cuối cùng hàng người dương khai nhìn sang hướng vị trưởng lão chỉ tay chỉ thấy nơi đó có một nam tử đang nhếch mép cười có muốn thuộc hạ xuống dưới tìm hiểu tình hình không? Ừ. Một hồi sau vị trưởng lão quay lại, "Thánh chủ," tên kia nói, "Trên đường tới đây phát hiện một cửa vào của tiểu huyền giới, số người rời đi này đều chắc là tiến vào bên trong tiểu huyền giới đó thăm dò, cửa vào tiểu huyền giới." "Ừ," hắn nói cực kỳ chuẩn xác, xem ra không phải nói dối. "Nếu phát hiện cửa vào tiểu huyền giới, sao hắn không đi vào trong đó thăm dò, ngược lại tới đây để giải tin, để người khác tới? Nếu là bên trong đó có thứ gì tốt" chẳng phải là bị người bên ngoài lấy mất đi sao người này có phải có ý đồ hay không hắn nói thực lực bản thân mình thấp kém lẻ loi một mình không dám tùy tiện đi vào tìm hiểu rõ ràng chỗ cửa vào tiểu huyền giới kia chưa các nơi này khoảng hai dặm ở phía đông lệ dung chúng ta cũng đi xem thánh chủ có cần ta thông chi đại trưởng lão để hắn cùng ngài đi vào không không cần chúng ta chỉ là đến xem thôi nếu như ta đoán không sai bên trong tiểu huyền giới kia hẳn là không có gì tốt cả Dương Khai và Lệ Dung cưỡi phi thiên toa bay đi, chủ thượng người tin lời nói của tên kia sao? Thực lực của hắn không sao thật, không có can đảm giải những lời đồn như thế, chắc chắn sẽ bị người kia trở về lấy mạng. Khả năng chuyện không liên quan tới hắn, nói không chừng cửa vào kia tự động mở ra, hắn đi ngang qua đó mới phát hiện. Tự mình mở ra sao? Một hồi sau thì hai người cũng bay tới nơi, ở đây đang có một đám người đứng canh giữ bên ngoài. Nơi đây là cấm địa của gia tộc Trần Thị chúng ta, người ngoài không được tự tiện xông vào, các hạ thật sự nếu không dừng lại ta liền không khách khí lệ dung hỏi ý kiến của anh khai chủ thượng nhẹ nhàng chút chỉ thấy thần thức của lệ dung tỏa ra đám đệ tử kia cả người như mất khống chế đứng ngây ngốc tại chỗ dương khai liền tiến vào bên trong nửa canh giờ sau xem ra di vào đều là người của trần thị gia tộc này cũng không có đồ vật gì đoán chừng có không ít cao thủ siêu phàm cảnh nhập thánh cảnh đang đi về nơi này chúng ta đi thôi nhìn thấy hai người từ bên trong đi ra tên đệ tử canh gác giật nảy mình Dương Khai chỉ lên tiếng nhắc nhở, các ngươi nhanh đi thông báo cho các cao tầng của gia tộc mình. Khẩn trương rời khỏi tiểu huyền giới này đi, bằng không có thể sẽ có họa sát thân. Dương Khai lại quay về thánh chủ uyên, đi vào phòng của sư tỷ, thu hoạch như thế nào. Cũng không tệ, còn thiếu nhuần nhuyễn trong thực tế mà thôi. Bây giờ ta truyền cho nàng tin tức luyện đan chân quyết, chúng ta bây giờ liên đi động thủ luyện đan. Thuận tiện giới thiệu nàng với mấy vị đại sư. Hai người dìu nhau đi đến phòng luyện đan của năm đại sư, Bọn họ ai cũng đều đang nghiên cứu cái gì đó. Mở cửa ra Dương Khai vui vẻ nói, "Đợi lâu rồi, còn hạ sư tỷ một bên thì mặt vẫn còn đỏ, không biết là do lần đầu tới đây ngại ngùng hay vẫn là hồi nãy tiếp xúc thân mật với Dương Khai nữa." Mấy ngày nay không luyện đan, lão phu cũng có chút hoài niệm cảm giác luyện đan, chúng ta liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nhưng mà ngươi luyện đan thì luyện đan, mang nữ nhân mình yêu đến đây làm gì, chẳng lẽ một khắc cũng không tách rời nổi sao? Người trẻ tuổi mà chính là khí huyết phương cương, các người đợi lát nữa cũng đừng tình trạng ý thiếp trước mặt mấy lão già, những trường hợp kích thích quá chúng ta không chịu nổi. Nào tiểu cô nương, lại đây ngồi bên này, đừng để ý tới mấy lão già họm hẹm đó. Hạ ngưng thường rụt rè nhìn về Dương Khai xem ý kiến, đi đi. Thấy Dương Khai đồng ý nàng mới lặng lẽ đi đến bên cạnh lão bà ngồi xuống. Tiểu cô nương thật ngoan ngoãn, con người cũng trong suốt hoàn mỹ, chưa bị thế đạo này ô nhiễm. Dương Khai, sau này cũng không thể bạc đãi người ta, tiền bối yên tâm tiểu tử đối với sư tỷ chỉ có yêu thương tuyệt sẽ không bạc đãi nàng hạ sư tỷ nghe mấy lời mật ngọt của anh khai làm sao mà chịu nổi chứ hai má đổ hồng lên miệng mím chặt chỉ muốn nhào vào lòng hắn ôm ấp một chút thôi thầy phát cơm chó đã xong dương khai vỗ tay chúng ta bắt đầu thôi đại trưởng lão chúng thuộc hạ đợi đã lâu đây là nguyên liệu của hai mươi phần đan dược ngày hôm nay làm phiền thánh chủ cùng mấy vị đại sư rồi đợi đến lúc chạng vạng thuộc hạ đến lấy đan dược đại trưởng lão lại đi ra ngoài lấy thêm 10 phần dược liệu vào đây, 10 phần. Tiểu tử, chuyện luyện đan này cũng phải chú ý tới việc kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Một mình ngươi một ngày có thể luyện chế 10 phần, nhưng chúng ta mấy lão già cộng lại cũng chỉ có thể luyện chế 10 phần mà thôi, nếu lấy thêm 10 phần nữ ra thì phải xử lý sao? Đúng thế, nếu không luyện chế ra đan dược tốt, còn không bằng không luyện chế. Những lời nói của các vị đại sư ta có thể hiểu được, nhưng mà không cần lo lắng, 10 phần đan dược kia không cần ta tới luyện chế, cũng không cần các vị đại sư luyện chế thế thì do ai luyện chế chẳng lẽ là ngươi muốn nói từ vị sư tỷ này của ngươi luyện chế đấy chứ đúng thế nàng cũng có thể luyện chế thánh đan sao không thể nào đâu tuổi của nàng cũng chỉ hơn ngươi một chút cho dù là từ trong bụng mẫu thân đã luyện thuật luyện đan cũng không có khả năng luyện chế ra thánh đan chẳng lẽ nàng chính là người mà trước kia ngươi từng nói sư tỷ mà thuật luyện đan còn lợi hại hơn ngươi nữa đúng vậy tay nghe là giả mắt nhìn là thật làm phiền đại trưởng lão đem theo 10 phần tài liệu nữa qua đây đi. Vâng. Dương Khai lấy ra đan lô đặt trước người, còn hạ sư tỷ thì vẫn ngồi đó lặng im không nói gì, lão bà bên cạnh liền lên tiếng. Tiểu cô nương, cô dùng đan lô gì vậy, có thể lấy ra để mọi người xem không, ta không có đan lô. Không có sao, tiểu tử thối này quả nhiên muốn lôi mấy người lão phu ra làm cho cười mà. Lão phu ngây thơ mắc bẫy của hắn rồi, đúng là tức chết lão phu mà. Lão bà khó chịu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về lão già mới lên tiếng, bớt lắm mùng đi vậy bình thường cô luyện đan thế nào bây giờ luyện chế một lượt để bọn ta quan sát thế nào hả mấy người bọn ta không có hứng thú với thứ khác chính là rất si mê luyện đan thuật cũng rất muốn tìm hiểu xem không dùng đan lô luyện chế thánh đan như nào được hạ sư tỷ khi luyện đan dường như biến thành một người khác khi chất nàng thay đổi không còn rụt rè như trước nữa nàng thu lấy một mớ dược liệu thánh đan cầm trên tay lẽ nào thật sự có thể luyện chế được sao lên cáo đã nhắm vào tài liệu thánh đan rồi hạ sư tỷ bắt đầu ngưng tụ chân nguyên dồn nén dược liệu lại một chỗ lão bà ngồi bên cạnh như bị điện giật kinh hãi tinh hoa dược dược được tế ra những chất thừa thì được bài trừ ra bên ngoài đây chưa từng nhìn thấy pháp thuật này sau đó hạ sư tỷ ngưng tụ linh trận khắn ấn lên dược dịch mấy lão già càng nhìn càng thấy lú linh trận đầu này giống y hệt thứ dương khai dùng chỉ thấy dược dịch rất nhanh liền ngưng kết lại một viên thánh đan sáng lấp lánh ở trên tay nàng thành rồi ta cũng thành rồi dương khai một bên cũng đã luyện chế xong một viên đan dược thành cấp đám người còn lại đều trợn mắt há miệng mồ hôi ai cũng chảy ròng ròng cái này cũng quá là không thể tin đi đỗ lão không nhịn được cũng phải cảm thán một câu đúng là chưa từng nghe nói đến luôn nhưng ta vẫn không hiểu cô ta không có hỏa thuộc tính và dương thuộc tính chân nguyên làm thế nào ngưng luyện dược hiệu được không dùng đan lô thì thôi nhưng thuộc tính của chân nguyên không đúng lẽ nào luyện đan không hề cần sức mạnh để đốt cháy sao các ngươi có từng nghe nói thiên hạ có một loại thể chất đặc biệt là sinh ra chuyên dùng cho luyện đan không lần này thì không phải là ngạc nhiên nữa mà là vô cùng kinh hãi dược linh thánh thể không sai chính là dược linh thánh thể vị cô nương này thật sự có thể chính là người có dược linh thánh thể nếu như đúng là như vậy thì có thể giải thích việc cô ta tại sao có thể không cần dùng tới đan lô cũng không cần một chút sức mạnh nhiệt lượng nào mà vẫn có thể luyện ra đan hạ sư tỷ ngượng ngùng hai má lại ửng hồng lên nàng che miệng không dám nói gì lão phu bat giờ không có bất kỳ sự tự tin nào với thuật luyện đan hai người các ngươi thật sự biết làm người khác kinh ngạc thở ra một ngụ đúng vậy ta cũng cảm thấy hoài nghi bản thân có phải sống uổng phí rồi không có điều nói thật tiểu tử còn không bằng vị cô nương này cùng là luyện chế đan thánh cấp chỉ tính riêng về thời gian vị cô nương đây đã thắng chắc ngươi rồi kỹ thuật luyện đan của sư tỷ vẫn luôn lợi hại hơn ta không phải không phải đâu sư đệ học luyện đan cũng chưa bao lâu lúc trước hắn còn chưa biết luyện đan các ngươi không cần khen nhau, hôm nay có 30 phần đan dược cần phải luyện chế, chịu đả kích do hai người gây ra, nên hôm nay mấy lão già bọn ta sẽ không luyện đan nữa, miễn lãng phí nguyên liệu. Được thôi, hôm nay 30 phần đan dược, cứ giao cho ta và tiểu sư tỷ đi. Nửa tháng sau, một đám đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ trở về báo cáo với đại trưởng lão. Thánh chủ, đệ tử được môn tông phái đi, trải qua đoạn đường xa xôi vất vả, đã thăm dò đủ loại chuyện lớn xảy ra ở khắp nơi, phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Cái gì? cả đại lục đột nhiên xuất hiện rất nhiều lối vào khác nhau của tiểu huyền giới thông qua các tin tức thăm dò của các đệ tử phát hiện những lối vào của tiểu huyền giới đó gần như đều là mở vào cùng một thời gian hơn nữa còn là tự động mở ra khoảng thời gian này các võ giả ở khắp đại lục đều bị cuốn theo phong trào tiến vào tiểu thế giới để tìm bảo vật số lượng người thì không rõ tiến vào các cuộc khác nhau của tiểu huyền giới có điều đệ tử nghe nói phần lớn bên trong tiểu thế giới đều không có bất kỳ vật gì cũng không có khí tức của sinh mệnh thỉnh thoảng có một hai bảo bối hoặc vết tích của thượng cổ. Có điều tra rõ ràng không, những lối vào đó mở vào lúc nào? Hình như đại khái là nửa tháng trước, đại khái nửa tháng trước, nói đến đây thì Dương Khai cũng đã chắc chắn điều mà hắn suy nghĩ. Không gian biến dị phân thân của đại ma thần đó, liệu không phải thật sự có liên quan tới những lối vào tiểu huyền giới này chứ? Dương Khai trầm tư suy nghĩ không nói, đại trưởng lão thấy Dương Khai không nói gì bèn liên tiếng hỏi thăm. Thánh chủ, thánh địa chúng ta có cần đi tìm tiểu huyền giới đó không? Các đệ tử cũng tới lúc nên ra ngoài hành động rồi. Cũng được, các đệ tử thánh địa tùy ý ra ngoài, truy tìm tiểu Huyền giới. Có điều bảo họ giúp ta để ý tới một vài thông tin. Thánh chủ xin yên tâm. Nếu như bên trong Huyền giới xuất hiện Trung đô, Thương Vân Tà địa, Thiên Lang quốc, phải lập tức báo cáo, không được phép chậm trễ. Đó. Nói không chừng lần này là một cơ hội quay về Trung đô, phải nhờ nhiều người hơn nữa thay ta để ý xem có hư không thông đạo nào thông tới Trung đô không. Dương Khai đi gặp Vu Kiếp và trở về Thiên Tiêu tông nhờ mọi người chú ý đến tình hình thông đạo tiểu huyền giới thông đến trung đô ngay cả long phượng phủ dương khai cũng đến một chuyến ai đó tính cảnh giác không tồi nhìn dáng vẻ trưởng thành không ít dương tiên bồi ngài tại sao lại ở đây tới lúc nào vậy nói nhỏ thôi bên ngoài có tới hai người là siêu phàm cảnh giới trông chừng nơi này đó ồ dương tiền bối mời ngài ngồi dương tiền bối mời uống nước tu vi tiền triển không tệ đoạn thời gian này khắc khổ tu luyện phải không dương tiền bối chớ giễu cợt ta chút tiến triển ấy so với kỳ vọng mà phủ chủ và sư phụ gửi gắm vào ta thì kém rất nhiều. Hơn nữa ta cũng cảm thấy bất mãn, đừng vội, thực lực phải từ từ lớn lên. Dương tiền bối, chừng nào thì ngài mới nói rõ hết thảy với phủ chủ, thời gian này ta áp lực lớn lắm. Qua một đoạn thời gian nữa đi, bây giờ chưa phải lúc, vậy lần này Dương tiền bối tới là có chuyện gì? Quả thật có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, chuyện là như vậy, chỉ một hồi sau đó. Rất nhiều tinh anh của Long Phượng Phủ dưới sự hiệu lệnh của Phủ Chủ Trân Châu lên đường đi bốn phương tám hướng, đã sử dụng tất cả các mối quan hệ có thể nhờ vả, không biết có thể tìm được tin tức về phía trung đô hay không. Hết tập 31 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. À. Yêu yêu cả nhà. Chu cà mo, chụt chụt. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.